Thương vụ của Robert Lewandowski đang diễn ra rất căng thẳng. Barcelona ra giá một kiểu, Bayern Munich yêu cầu mức giá một kiểu. Không bên nào chịu xuống nước. Đúng là ông ăn trả ba anh em. Chẳng biết có phải do Maguire và Wan-Bissaka mắc lỗi quá nhiều trong buổi tập đầu tiên của Man United cùng huấn luyện viên Erik ten Hag hay không, mà nhà cầm quân người Hà Lan tỏ ra rất tức tối. Hãy cùng tôi tìm hiểu câu chuyện này ở phần sau của bản tin. Bên cạnh đó, các phát biểu đáng chú ý cũng như các tin tức chuyển nhượng là những thông tin sốt dẻo sẽ có trong video này. Chào mừng các bạn đến với bản tin sáng trên kênh Bình luận viên Anh Quân News. Hôm qua, Chelsea và Leeds United đã thống nhất mức giá của Rafinha rơi vào khoảng 60 đến 65 triệu bảng. Hiện tại, The Blue đang cố gắng đàm phán với người đại diện của chân chạy cánh ở Brazil để chốt các điều khoản cá nhân cho Rafinha. Cây viết người Ý còn cho biết thêm Arsenal vẫn đang theo dõi rất sát sao thương vụ này. Rafael Marquez sẽ trở lại dưới vai trò một huấn luyện viên của Barcelona mùa giải sau. Nhưng đương nhiên huyền thoại của sân Camp Nou không thể cầm đội 1 đi chinh chiến, mà thay vào đó, cựu cầu thủ người Mexico sẽ dẫn dắt đội Barcelona B thay cho huấn luyện viên Sergi Barjuan ở mùa giải sau. Mặc dù đang đàm phán để mang về cả Christian Eriksen và Frankie de Jong, huấn luyện viên Erik ten Hag vẫn coi Scott McTominay là nhân tố quan trọng trong đội hình của Man United. Vì vậy, chiến lược gia người Hà Lan đã yêu cầu ban lãnh đạo Quỷ Đỏ từ chối tất cả các lời đề nghị được gửi đến tiền vệ người Scotland. Tờ The Times cho hay Newcastle là một trong số những đội bóng muốn có sự phục vụ của McTominay. Nhà báo Fabrizio Romano cho hay người đại diện của Tyrone Malacia đang đàm phán trực tiếp với Man United để thống nhất các điều khoản cá nhân. Không khí của buổi thương thảo diễn ra rất tích cực và khả năng cao Quỷ Đỏ sẽ sớm hoàn tất thương vụ này. Ký giả người Ý cho biết Freinoch sẽ nhận được 15 triệu euro đi kèm 2 triệu euro phụ phí và lời đề nghị kể trên hấp dẫn hơn cả mức giá được câu lạc bộ Olympic Lyon đưa ra. Theo nguồn tin từ tờ Mirror, tiền vệ Dani Ceballos đang bỏ ngỏ khả năng rời Real Madrid. Cựu cầu thủ Arsenal tuyên bố anh sẽ quyết định câu chuyện đi hay ở của mình sau cuộc nói chuyện với huấn luyện viên Carlo Ancelotti. Mặc dù Barcelona và Man United đã đi đến một mức giá chung và sắp hoàn tất thương vụ chuyển nhượng Frankie de Jong, ngôi sao mang áo số 21 vẫn quyết tâm không rời khỏi sân Camp Nou. Tờ Mirror tiết lộ Quỷ Đỏ đã trồng lên bàn đàm phán lời đề nghị trị giá 70 triệu bảng, gồm 56 triệu bảng trả trước và 14 triệu bảng phụ phí còn lại. Nhà báo Fabrizio Romano tiết lộ, hai câu lạc bộ đã đồng ý mức giá 85 triệu euro cuối cùng. Hiện tại, các cuộc thương thảo đang diễn ra với mục đích thống nhất các điều khoản ở con số 20 triệu euro phụ phí còn lại. Nếu thương vụ hoàn tất, đội chủ sân Old Trafford sẽ chuyển khoản thẳng 65 triệu euro cho Blaugrana. Các điều khoản cá nhân dự kiến sẽ được đàm phán ngay sau khi hai đội thương thảo xong phụ phí. Tài năng trẻ Jude Bellingham đang là một trong những món hàng hot nhất ở phiên chợ hè năm nay. Tờ Sport Bill đã liệt kê những câu lạc bộ hàng đầu muốn có sự phục vụ của sao mai người Anh bao gồm Real Madrid, Liverpool, Man United và Chelsea. Tờ Mirror đưa tin Barcelona đã gửi đến Bayern Munich lời đề nghị cuối cùng dành cho trường hợp của ngôi sao Robert Lewandowski. Cụ thể, Blaugrana đã đặt lên bàn đàm phán con số 40 triệu euro đi kèm các khoản phụ phí. Lý do mà đội chủ sân Camp Nou sẽ không đưa ra bất cứ một lời đề nghị nào là do tiền đạo người Ba Lan đã lớn tuổi. Nhật báo này cho hay Hùm Xám đang đòi 75 triệu euro cho tiền đạo của mình bất chấp việc Levy chỉ còn một năm hợp đồng. Ngoài Anthony, Manchester United cũng đang bày tỏ sự quan tâm của mình đến hậu vệ Lisandro Martinez của Ajax. Tờ Stock Sport khẳng định, Quỷ Đỏ đang chuẩn bị gửi đến đội bóng cũ của huấn luyện viên Erik ten Hag con số 40 triệu bảng cho cầu thủ sinh năm 1998. Nhật báo này còn cho biết tuyển thủ người Argentina cũng đang được Arsenal nhắm đến. Thậm chí, pháo thủ đã đưa ra lời đề nghị đầu tiên cho Martinez nhưng đã bị Ajax từ chối. Chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano cho hay, phía đại diện của Memphis Depay đã có cuộc gặp với Barcelona vào thứ Hai nhưng các bên không có bất cứ một thảo luận nào để gia hạn hợp đồng. Hiện tại, giao kèo giữa đôi bên chỉ còn đến tháng 6 năm 2023. Mặc dù tuyển thủ Hà Lan đang cảm thấy hạnh phúc ở sân Camp Nou, nhưng câu lạc bộ vẫn rất từ tốn trong việc quyết định tương lai của Depay, trong đó có cả việc chờ đợi lời đề nghị thích hợp từ các đội bóng khác để bán đi tiền đạo này. Tưởng như tiền vệ Lucas Torreira sẽ được Fiorentina mua đứt thì cuối cùng thương vụ đã đổ bể. Hiện tại Boca Juniors đang muốn chiêu mộ cầu thủ người Uruguay, nhưng mức giá 15 triệu euro mà Arsenal đưa ra đang khiến câu lạc bộ đến từ Nam Mỹ gặp khó. Trong hoàn cảnh đi cũng chẳng được mà ở cũng không xong, Torreira thất vọng nói với tờ El Telegrafo. Ngay từ đầu Arsenal đã nói rằng tôi sẽ không có chỗ đứng trong đội hình của họ. Vì vậy tôi cũng chẳng muốn ở lại làm gì bởi tôi đã phải chịu đựng rất nhiều.
Tôi đã phải đánh đổi rất nhiều để có thể thích nghi ở Anh, nhưng mong muốn hiện tại của tôi là được chơi bóng ở Ý hoặc Tây Ban Nha. Tôi muốn được ở lại Fiorentina, nhưng tiếc là điều đó đã không xảy ra vì nhiều lý do khác nhau. Nhưng thôi, chúng ta sẽ tìm kiếm một bến đỗ mới. Boca Juniors là một sự lựa chọn nhưng sẽ không dễ để tôi gia nhập câu lạc bộ này. Thật sự khó khăn sau những chuyện đã xảy ra với tôi và mẹ. Tôi rất muốn đến đó chơi bóng bởi mùa bóng vừa rồi tôi đã chơi rất tốt và hợp đồng với Arsenal cũng chỉ còn lại một năm. Bất cứ đội bóng nào muốn có tôi sẽ phải chi ra số tiền khoảng 15 triệu euro và đó là lý do mà tôi thấy rất khó để có thể rời khỏi Emirates, mặc dù tôi chưa bao giờ từ bỏ hy vọng chuyện đó sẽ xảy ra. Tôi cảm thấy rất thích Boca và vào một thời điểm thích hợp, tôi muốn chơi bóng ở đó. Tuần trước, Gareth Bale đã chính thức chuyển đến Los Angeles chơi bóng theo một bản hợp đồng có thời hạn 12 tháng. Tuy chưa ra sân cho đội bóng mới, nhưng cựu cầu thủ Real Madrid đã được ngôi sao của Los Angeles FC tâng bốc, đó là Carlos Vela. Tờ Daily Mail dẫn lời cựu tiền vệ Arsenal, giải đấu này rất khó khăn. Nếu Bale đang ở trong trạng thái sung mãn cùng với một tâm lý và thái độ tốt, cậu ấy sẽ trở thành nhân tố cực kỳ quan trọng của câu lạc bộ, vì Bale là một chân sút tốt và còn đến từ Real Madrid nữa. Vì vậy, chúng ta sẽ chẳng cần nói quá nhiều về cậu ấy, mọi người đều biết Bale chơi bóng hay như thế nào. Nhưng điều duy nhất tôi có thể nói là cậu ấy sẽ cần làm việc chăm chỉ vì giải MLS không dễ dàng như nhiều người nghĩ. Chelsea là một trong số những câu lạc bộ bày tỏ sự quan tâm đến Neymar. Tân chủ tịch của đội bóng, ông Tobelli muốn đem tiền đạo người Brazil về nhằm nâng cao giá trị thương mại của The Blue. Tờ Goal cho hay đội chủ sân Parc des Princes sẵn sàng để ngôi sao của mình ra đi nếu nhận được một lời đề nghị hợp lý. Không chỉ các sếp lớn của đội chủ sân Stamford Bridge, Thiago Silva cũng rất háo hức với viễn cảnh tái ngộ với người đồng đội cũ ở Paris Saint-Germain. Trung vệ đang thuộc biên chế Chelsea nói với Global: "Nếu Neymar rời Paris Saint-Germain, cậu ấy phải gia nhập Chelsea. Đó là kỳ vọng lớn nhất của tôi. Còn về khía cạnh chuyên môn, chúng ta không cần bàn cãi về vấn đề này. Bên cạnh đó, Neymar cũng là một người bạn tốt. Tôi hy vọng thương vụ này sẽ xảy ra, vì đó là mong muốn của tôi khi nhìn thấy những tin tức trên báo. Còn tôi không biết những gì đang diễn ra giữa người đàn em của tôi và The Blue. Nhưng cậu ấy phải đến sân Stamford Bridge." Theo nguồn tin từ tờ Manchester Evening News, huấn luyện viên Erik ten Hag đã tức giận ra mặt với cầu thủ Man United khi họ vứt áo tập bừa bãi trong buổi huấn luyện. Sau đó, ông đã yêu cầu tất cả các học trò của mình phải xếp áo gọn gàng theo từng màu, một nguồn tin tiết lộ. Ten Hag không hài lòng khi các thủ vứt áo tập bừa bãi sau buổi tập. Ông đã nhắc nhở toàn đội, chiến lược gia người Hà Lan luôn coi trọng những việc làm nhỏ nhất. Các học thủ Man United sẽ phải dần thích nghi với điều này. Takumi Minamino chính thức nói lời chia tay Liverpool. Cầu thủ người Nhật Bản cập bến AS Monaco với bản hợp đồng trị giá 12,9 triệu bảng, kèm theo các khoản phụ phí lên tới 2,6 triệu bảng. Minamino ký hợp đồng 4 năm với câu lạc bộ nước Pháp, qua đó kết thúc hành trình của anh trong màu áo của The Kop. Chia sẻ trên trang chủ đội chủ sân Anfield, huấn luyện viên Jurgen Klopp đã có đôi lời tâm sự với cậu học trò. "Thật khó để tưởng tượng ra viễn cảnh Minamino ra đi. Tuy nhiên đó là quyết định tuyệt vời với cậu ấy, một chuyên gia đáng kinh ngạc, một cầu thủ siêu tài năng. Minamino tràn đầy sự ấm áp và luôn khiến mang đến nguồn năng lượng tích cực cho mọi người. Thành thật mà nói, mọi huấn luyện viên đều mơ ước để có một cầu thủ như Minamino trong đội hình." Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bản tin sáng trên kênh Bình luận viên Anh Quân News. Chúc mọi người có một ngày làm việc hiệu quả và bình an.